Sản phẩm Dell XPS 9570 màn hình 4K đang được giảm trực tiếp 2 triệu tại hệ thống laptop nhập khẩu ThinkPro. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả video. Xin cảm ơn. Vâng, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hàng ThinkPro. Ở đây mình đang có chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6, một cái chiếc máy thuộc dòng mặt doanh nhân mỏng nhẹ của Lenovo, giới thiệu năm 2018 và đến nay nó vẫn còn rất nhiều giá trị. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái chiếc máy này là một chiếc máy rất là kỳ lạ của ThinkPad, bởi vì nó không còn màu đen nữa. Đây là cái phiên bản màu hơi bạc một chút, nó một phiên bản đặc biệt của cái dòng X1 Carbon. Và cái phiên bản này thì nó sẽ có một số cái điểm đầu tiên là cái cảm quan về thị giác, màu sắc đã khác và khi trải nghiệm nó cũng có những cái điểm khác. Điểm khác biệt lớn nhất về cái trải nghiệm đó là cái sự bám mồ hôi và dấu vân tay nó sẽ bị ít hơn, nó sẽ khó bị chảy xước hơn cái phiên bản màu đen. Còn về cái nhìn ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người. Có bạn thì sẽ thấy màu bạc đẹp hơn, có bạn thì sẽ thấy màu đen nó đẹp hơn. Màu bạc này thì nó cũng không hẳn là bạc đâu, nó sẽ hơi ngả màu nâu nâu một chút, nó cũng tóm lại là nó vẫn giữ được cái sự giản dị và một cái chất rất là riêng của ThinkPad. Ở ngay ở phía góc này chúng ta sẽ có một cái chữ X1 với một nửa chữ X được sơn màu đỏ. Ở phía trên này thì vẫn là cái logo ThinkPad quen thuộc với cái chữ Y phát sáng. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái khe hút nhiệt và bốn cái chân đế cao su để đỡ máy cho đỡ bị chảy xước khi mà tiếp xúc mặt bàn. Hai cái loa cũng đặt ở phía dưới và nó hướng đến người nghe, đảm bảo cái âm thanh nó vẫn rất là tốt chứ không bị nó đập xuống bàn quá nhiều. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua các cái cổng kết nối của cái chiếc máy này. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-A, một cái khe tản nhiệt, một cái khe quạt Kingston và một cái combo mic và jack 3.5. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cái USB Type-C chuẩn Thunderbolt này, một cái cổng sạc theo chuẩn USB Type-C nữa, một cái này gọi là cái ThinkPad Dock Station để các bạn mở rộng các cái cổng kết nối bằng một cái dock riêng của Lenovo bán riêng. Một cổng HDMI chuẩn 2.1 xuất được cái màn hình 4K. Mở máy ra thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mở máy rất là tốt. Tuy rằng nó không thể mở máy bằng một tay được, tuy nhiên cái bản lề này thì được làm bằng thép, vì vậy là cái cảm giác mở máy nó rất là cao cấp và nó rất là chắc chắn, rất là êm. Chúng ta sẽ có một cái chiếc máy với cái thiết kế viền màn hình rất là mỏng, và đây là một trong những cái chiếc máy mà nó không phải bằng kim loại nhôm, tuy nhiên nó được hoàn thiện rất tốt, thuộc top những cái chiếc máy có cái độ hoàn thiện sắc sảo nhất mà mình từng trải nghiệm. Cái kiểu hoàn thiện này thì nó khá giống với LG Gram, tuy nhiên ThinkPad thì nó ở một cái đẳng cấp cao hơn. Cái chiếc máy này nó ở một cái đẳng cấp cao hơn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera, có cả các cái khe mic ở phía đây, và có thể tắt bật camera bằng một cái nút gạt bằng vật lý như thế này. Rồi, và xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái cụm bàn phím rất là tuyệt vời, với cái phản hồi phím và cái trình bày layout rất là thoải mái, mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt của Lenovo, một cái trackpad có cái độ chính xác cực kỳ cao và được phủ một lớp gương cao cấp. Cái này là clickpad, tuy nhiên nó có một cái độ chắc chắn rất là tốt. Đây là một cái cảm biến vân tay một chạm, có cái đèn báo cảm biến luôn. Đó là những cái gì về bên ngoài có chúng ta thấy được của cái chiếc Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 năm 2018. Và đánh giá tổng thể thì đây là một chiếc máy rất là đẹp, có thiết kế cực kỳ chuẩn mực và hiện đại. Mặc dù vậy nó vẫn mang được đậm nét ThinkPad dành cho những người yêu thích cái thương hiệu này. Về cái cân nặng của chiếc máy này thì nó rất là nhẹ, bởi vì nó được cấu tạo bởi những cái kim loại thuộc dạng vừa bền vừa nhẹ, đó là cái hợp kim magie và nhôm. Cái trọng lượng của chiếc máy này thì thuộc top những cái chiếc máy mà có cái kích thước 14 inch có trọng lượng nhẹ nhất thế giới. Nó chỉ nặng khoảng 1,13 kg, và kích thước của cái chỗ mà dày nhất của chiếc máy này chỉ là 1,6 cm. Đó là một trong những cái thông số rất là ấn tượng để chúng ta có thể mang một chiếc máy đi làm việc hàng ngày mà không cảm thấy nó cái sự xuất hiện của nó quá nặng nề. Về cái phần hiệu năng của chiếc máy này thì mình đang cầm trên tay là cái phiên bản gọi là phiên bản đặc biệt, và nó có một cái CPU có option gần như là cao nhất của cái X1 Carbon Gen 6, đó là i7-8650U. Nó còn một phiên bản i7 nữa là i7-8550U, thì phiên bản này nó mạnh hơn một chút, với RAM là 16GB và cái ổ cứng SSD NVMe 512GB. Với cái cấu hình như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được hầu hết các ứng dụng văn phòng một cách rất là nhanh chóng, và nó xử lý rất là tốt. Kể cả những cái bạn thiết kế 2D hay là làm video ở cái độ phân giải Full HD ấy,
đặc biệt dành cho những người thiết kế 2D hoặc là kể các bạn coding với cái nhu cầu nó hơi nặng nề một chút thì chiếc máy này vẫn đáp ứng một cái xử lý rất là nhanh. CPU Core i7 với 4 nhân và 8 luồng và cái xung nhịp của CPU này cũng đạt được rất là cao bởi vì cái hệ thống tản nhiệt cũng như cái hệ thống mà hỗ trợ để cho cái hiệu năng hoạt động tối ưu ấy thì ThinkPad luôn luôn là một trong những cái thương hiệu làm rất tốt cái việc này. Và tóm lại thì về cái hiệu năng cũng như là về cái tản nhiệt hay là về cái độ yên tĩnh cũng như là cái chất lượng hoàn thiện của chiếc máy, những chiếc máy Lenovo ThinkPad thì mình cũng không cần phải đề cập đến quá nhiều nữa. Các bạn phù hợp với Core i5 hay phù hợp với Core i7 thì các bạn sẽ tự tính toán được cái việc đó. Và cái điều quan trọng mà mình muốn nhắc đến đó là cái khả năng nâng cấp của chiếc máy này thì nó chỉ có khả năng nâng cấp ở một khe M2SD, M2 NVMe mà thôi. Dung lượng RAM thì chúng ta sẽ không nâng cấp được, vì vậy khuyến nghị các bạn là tham khảo kỹ cái nhu cầu cũng như là cái option mà các bạn lựa chọn trước khi mua hàng là RAM 8GB hay RAM 16GB, bởi vì cái chiếc máy này thì sẽ không nâng cấp được về RAM. Về cái dung lượng pin thì nó được trang bị một cái viên pin rất là cơ bản 6 cell với cái dung lượng là 57Wh, thì viên pin này nó cho cái thời gian sử dụng khoảng 6 tiếng nếu như bạn sử dụng ở mức độ thông thường và cái độ sáng thông thường. Quay lại với cái chất lượng màn hình của chiếc máy này thì ở đây mình đã có một cái phiên bản rất là đặc biệt, đó là cái phiên bản màn hình có trang bị màn hình cảm ứng, tuy nhiên nó lại không phải màn gương, cũng như là cái lớp cảm ứng nó được làm gần như là các bạn sẽ không nhận ra được đây là cái chiếc máy tính có cảm ứng, bởi vì là nó làm giống hệt cái chiếc máy bình thường thôi, khi mà chạm vào thì rất bất ngờ nó sẽ có những cái phản hồi. Đây, đấy, nó cảm ứng đa điểm rất là nhạy. Và cái chất lượng màn hình này thì cũng rất là tuyệt vời khi nó đạt được trên 90% sRGB, nó phù hợp cho các bạn làm đồ họa hay là thiết kế hình ảnh 2D rất là tốt. Về cái độ sáng thì nó cũng rất là tốt, đạt được là khoảng 280 nit, nó phù hợp cho cái nhu cầu mà làm việc trong nhà. Màn hình này thì như ban nãy mình nói ấy, nó được trang bị cảm ứng, tuy nhiên là nó vẫn được phủ một cái lớp chống chói giúp bạn không bị chói gắt khi mà có ánh sáng mạnh chiếu vào. Đây. Đó. Và đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ về cái chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 6, một cái phiên bản rất là đặc biệt với cái CPU được nâng cấp 8650U và nó được cải tiến về cái lớp sơn bên ngoài nhìn khá là ấn tượng, và nó khắc phục được một số cái nhược điểm của cái phiên bản màu đen, đó là cái việc bấm vân tay và cái việc dễ bị chảy xước thì không còn nữa. Thì cái phiên bản này thì nó đối với mình thì một phiên bản khá là lạ, nó xuất hiện từ cái thế hệ 2017 của những chiếc ThinkPad thì nó đã bắt đầu xuất hiện cái màu này rồi. Cái sự thay đổi này nó khá là hay và nó được bắt đầu được xuất hiện từ năm 2018, và hy vọng là Lenovo sẽ tiếp tục với những cái cải tiến của mình để cho những cái trải nghiệm của người dùng được tốt hơn và đa dạng hơn. Và nếu như các bạn quan tâm chiếc máy này thì hãy click vào cái đường link phía bên dưới ở cửa hàng ThinkPro đang có phân phối chiếc máy này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.